báo cáo các bác là hôm nay là 11 tháng 8 em gửi về cổng trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Bạch Mai, gần Bạch Mai đây. Em gửi tiếp về Hà Nội Thu Cúc, 0387 537 800. Nên em gửi đi Lâm Đồng này. Lâm Hà Lâm Đồng luôn này. Lâm Hà Lâm Đồng luôn. Giờ này là em đang đợi xe. Lâm Hà Lâm Đồng, nhà may Duyên. Để em gửi một cặp chuột giống nhé, bạn.